Thấy rồi đúng không? Thì nó có một cái bảng trong này này. Đất nhá, nó được chia ra rất nhiều tiêu chí, được chưa? Ví dụ như tiêu chí là đào thủ công, hay tiêu chí là đào cơ giới. Cơ giới thì có thể đào bằng máy ủi hoặc đào bằng máy xúc. Thì với mỗi một cái loại phương án đào khác nhau, nó sẽ có chia các loại cấp đất khác nhau. Đấy. Thì thường là cấp càng cao thì đất đấy càng tốt, càng tốn công để đào. Ở đâu nhỉ? Đây nha. Thế thì em sẽ phải ứng xem là cái biện pháp thi công của em là, ô tôi chết đầu đầu, cái biện pháp thi công mà thi công đào đất của em ấy là thi công sử dụng loại máy là loại máy gì, được chưa? Đấy. Thế thì thông thường ấy, đất cấp 1 thường là những loại đất đất bùn, đất hữu cơ, được chưa? Đất hữu cơ, đất phong hóa, đấy. Các loại đất mượn hoặc là đất cát, cát quậy ẩm thì là có thể coi nó là một loại đất yếu. Được chưa nào? Đất yếu, đất cấp 1. Thì với cái loại đất cấp 1 này thì mình tương ứng như vậy, mình sẽ xác định xem là, thế thì mình sẽ, trong trường hợp mà các em xác định là em sẽ đào mở, được chưa? Đào mở có máy dốc. Thế thì khi đó là mình sẽ phải đào theo một cái độ dốc như thế này, đúng không? Vát một góc nào đó. Nhưng cái góc vát này nó lại phụ thuộc vào chiều sâu đào. Thì nếu mà tùy từng loại đất thì cái chiều sâu cho phép đào thẳng đứng khác nhau. Cái này có thể tính được, phụ thuộc vào góc ma sát trong của đất, phụ thuộc vào chiều sâu đào, phụ thuộc vào độ dính kết của đất, tải trọng tác dụng trên trên miệng hố đào. Đấy, thế thì mình sẽ có thể tính được cái giá trị H cho phép đào thẳng đứng này mà không cần đào vát. Trong trường hợp mà đào được hố đào sâu hơn cái chiều sâu đào thẳng đứng đấy thì là em sẽ đào vát. Thì đến lúc mà đào vát như vậy thì căn cứ vào cái bảng này nhá, căn cứ vào cái bảng này thì là trong cái đề bài ấy, cho đất cấp 1, cấp 2 thì em hoàn toàn là em có thể giả sử đất cấp 1 đấy là loại đất mượn hoặc đất hữu cơ. Được chưa? Thế thì khi đó em đối chiếu vào trong cái này. Được chưa nào? Thế thì em xem là trong cái bảng này thì nó sẽ có hai trục. Trục thứ nhất là chiều sâu của hố đào. Trục thứ hai là cái góc mà máy dốc cho phép. Và để tiện cho người thi công ấy thì người ta giao cho mình một cái gọi là tỷ lệ độ dốc, tức là tỷ lệ của H chia cho B. Trong cái đó H là chiều sâu của hố đào và B là góc máy dốc. Được chưa nào? Thì góc máy dốc nó sẽ tính là B tính từ cái điểm chân của máy dốc đến cái điểm trên miệng của hố đào ấy. Được chưa? Thế thì khi đó là nếu mà giả sử đất cấp 1 của mình nhá, thì góc nếu mà độ sâu mình đào khoảng 1,5, được chưa nào? Thì góc nghiêng của máy dốc khoảng 5-6 độ. Và khi đó thì trong thi công người ta sẽ hiểu rằng là nếu mà anh cứ đào sâu 1 mét thì anh sẽ phải bạt ra là 0,67 mét. Được chưa? Còn nếu mà chiều sâu hố đào mà 3 mét, được chưa? Thế thì góc nghiêng là 45 độ và tỷ lệ độ dốc là xuống 1 mét thì ra 1 mét nhá. Ta là cân này. Còn nếu mà sâu mà 5 mét thì khi đó là góc nghiêng mà máy dốc sẽ là 38 độ. Tức là hố đào càng sâu thì góc nghiêng càng gì? Càng nhỏ đi đúng không? Tức là máy dốc nó sẽ càng phải thoải hơn. Thế thì độ nghiêng máy dốc là 38 độ và tỷ lệ độ dốc là 1 chia 25. Tức cứ đào sâu 1 mét thì phải ra phải đào ra bề rộng là 1,25 mét. Thế bây giờ sẽ đặt câu hỏi, giả sử nếu mà chiều sâu hố đào là 2 mét thì góc nghiêng máy dốc bằng bao nhiêu? Có ai vào lớp hay sao ấy nhở? Các em có nghe thấy cô nói không? Alo? Cô thấy có một người vừa sai vào máy, không rõ như nào. Nhá. Đấy, thế thì nếu mà trong trường hợp mà đào 2 mét, đào sâu 2 mét, thế thì góc nghiêng máy dốc sẽ xác định như thế nào? Thì thông thường ấy, nếu mà như vậy thì mình sẽ lấy tỷ lệ ở đây. Được chưa? Lấy tỷ lệ nhá. Thì nếu mà 2 mét ở đây, đây 1,5, đây 3 đúng không? Thì em lấy tỷ lệ giữa 56 độ và 45 độ là được. Đấy là một cách làm. Được chưa nào? Còn nơi đất cấp 2 thì nó có thể coi là loại đất cát pha rồi. Đất cát pha. Đấy. Thì là mình sẽ lấy góc 76 độ. Tức là đất này nó bắt đầu nó có độ dính kết tốt hơn ý, thì là mình sẽ đào với cả đào góc máy dốc của nó dốc hơn. Được chưa?
Đấy, nhá, thì nó sẽ là như thế này. Thì mai kia mà đi làm thì cũng thế thôi. Đấy, khi mà lập biện pháp thi công về tính được khối lượng đất đào thì cũng theo tính ứng như thế này. Rồi, ở đây có một cái chú thích là nếu mà đất có nhiều lớp khác nhau thì nó giúp xác định theo loại đất yếu nhất. Đấy. Đây, ở đây trong cái phần cái điều khoản 4.2.5 ấy thì người ta cũng cho một cái mình là một cái bảng mà gọi là khuyến cáo nhé. Tức là em sẽ không cần phải sử dụng công thức để tính cái độ thẳng đứng của mái dốc mà cho phép mình đào không cần gia cố, mà để em có thể tương ứng với các loại đất như thế này. Thì nếu mà chiều sâu hố đào mà không quá 1 mét thì em đào thẳng đứng được. Được chưa? Còn đối với đất thịt chắc và đất sét chắc, nếu mà em đào sâu 2 mét, không quá 2 mét, thế thì khi đó là em cũng đào thẳng đứng được và không cần mái dốc. Ví dụ như là cái bài của bạn là bạn Đức ấy, thì em thấy là chiều sâu hố đào của bạn là khoảng 1,45 mét. Đấy, nếu giả sử ở đây là đất cấp 2, tức là mình sẽ cho là đất cát pha đi. Đấy, thì 1,45 như vậy là nó đã lớn hơn cái câu chuyện 1,25 này rồi, thì bắt buộc là bạn sẽ phải ứng xuống cái bảng này và bạn sẽ lấy cái giá trị nó rơi vào khoảng là góc 76 độ, được chưa? Tức là đào 1 mét thì ra khoảng 0,25 mét. Đấy. Thì đấy là cách làm để mà tính được cái kích thước của hố đào.